chào cô chú anh chị và các bạn quay lại bản tin bên miền của chú anh chị. Hiện tại là tin bên miền đang có tại shop Vingroup Dùng Đô ha, để quay lại đây để cập nhật cả nhà có mua khán giả gửi mua đồ ở nhà. Nhưng mà hôm nãy gặp bò đá chanh á, nó là chưa có xử lý, không còn là lịch nè, cái 6 nha cả nhà, bắp da nè, còn tay hơn cả 6 luôn, cái chân luôn, nè thôi quay rồi, thôi quay bên nhì thôi, bốn chai sữa luôn mà, cái gì đó, cái tô cái gì, với hai chai vệ sinh, giờ lấy luôn anh, quay không? Có hai loại, nhớ quay. Điện. Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 6 Tài Lộc Nhân. Hiện tại đang có mặt ở số 106 Trường Sa. Ở đây gặp cái gì cũng bảo là một viên ở shop Cung Bun. Thì shop Cung Bun nó cũng giống như shop ở quận 12 vậy đó. Cũng có cái quầy mỹ phẩm ăn đầy đủ luôn cả nhà, đầy đủ tất cả các món luôn hả Nhi? Dạ đúng rồi. Ở dưới kia có sao ở đây có vậy luôn đúng không? Dạ đúng rồi, có đủ hết. Cô chú anh chị có đầy đủ chứa tắm chất xuất thiên nhiên hoa tiết nha. Cô ở quận 6 lần trước thì cô có đến ở quận 12 nhưng mà cô đi gần tới là cô quay về thì không có cột đường quá. Thôi giữ gì mình có duyên gặp nhau nha. Duyên giữ đây mua cái gì nè? Ở đây mua mỹ phẩm giữ vậy, mua một đống luôn kìa, mua một đống luôn nè. Ôi vừa nãy giờ hồi nãy nhắc quá trời luôn, tự nhiên tới đây chị lắm đó nha. Hôm nay chị Lan like bên đồ ăn vặt á. Dạ. Chị Long về rồi phải không? Dạ. Chị Long về rồi hả? Em chưa có nghe hết chưa. Hết chưa một. Rồi bữa đầu tính tiền anh chuyển khoản nha. Đó, em mua dùm cho khách là 4 chai sữa đậu nành, cái tô với lại đó cái gì đó. Cái tô với cái gì? Lá gì? Dung dịch để sinh lá trầu. Không, cái chai nước mặt cái tô với cái gì quên, rau má hả? Dạ, rau má với lại hai chai dung dịch cho vệ sinh lá chậu. Còn cái này cái gì? Cái này sữa tắm gì? Cái này hay là cái chai sữa tắm? Cái này nè. Nếu mà sữa rửa mặt đó thì là cái chai này nhưng mà lấy rồi hả? Còn đây là dung dịch vệ sinh nè. Thường thì hiện tại đang tặng cái dung dịch vệ sinh này. Ở khách mua cái nào thôi? Cái máy dung dịch vệ sinh phụ nữ là cái thường là em bán cái lá chậu á. Vậy hả? Là dạ, cái này là lấy ra. Quá trời được tặng luôn cả nhà ơi, được tặng cái gì mà nhiều dữ em hả? Tặng sữa tắm nè anh, tặng mặt nạ nè. Ủa tặng đây hả? Dạ mấy cái này là tặng hả? Đúng rồi. Ủa, cái này cũng tặng luôn hả? Cái đó là tặng luôn đó. Đúng không? Đúng rồi. Ủa sao tặng nhiều vậy? Tặng nhiều vậy luôn đó anh. Cái nano bạc này hiện tại đang tặng nè. Mua thì cũng có thôi nhưng mà nói chung mọi người mua thứ khác thì tặng cái này thì nó ok đúng không? Bảo đợi em nói chương trình coi anh mua. Em nói từ đâu lại cái anh mua đây anh cứ mua hai sản phẩm á, lại bên em tặng cho mình một em lấy ra ngoài, lấy em lấy ra ngoài anh giới thiệu lại cho ba cái mặt nạ. Đúng rồi, là có nghĩa là mua 4 chai thì được 2 chai với lại 6 mặt nạ. Đúng rồi. Rồi còn hai cái chai dung dịch là được tặng một chai này, một chai sữa tắm với ba cái mặt nạ. Là tổng cộng là em tặng cho mình là 3 chai sữa tắm, 9 cái mặt nạ với lại một chai dung dịch vệ sinh răng các bạn. Vậy hả? Ừ, xíu vậy. Nhiều quá hả? Nhiều quá nha. Tại vì đang có khuyến mãi đầu. Dạ. Hàng đang về cho nên là khuyến mãi đầu hết. Cho mọi người mua nhiều, còn được có trời luôn trong cái nhà. Mọi người sử dụng thấy ok
quảng cáo ở Bun Bun và 12 hết trơn mọi người. Tại vì nói chung là shop dựng đồ cái này cũng quảng cáo cả nhà. Người ta nhắn tin với mình trả lời không kịp á. Đúng rồi. Các khán giả cũng luôn nóng muốn sử dụng cái nền gọi mấy anh em YouTube hỗ trợ gì cũng hay. Bị ẩn rồi đó anh. Cho nên là em phải lấy hệ thống em coi. Có nhiều lúc có bò ngồi đọc hệ thống, nhưng nhiều khi em anh chị ngồi đây, em phải ngồi đây em không cầm hệ thống được. Mà vì sao vậy? Thường là bay là vậy. Có nghĩa là mình xài hoài á. À, bay nó từ từ, từ nó sẽ ẩn, ẩn từ từ của mình. Nó hiểu là tin nhắn giống như spam. Dạ, một là spam, hai là có nhiều tài hỏi cái bay của tài là sao? Nó không có video. Thật ra thì tại vì bay nó là một cái nền tảng mà hiện tại bên đó đúng không? Bên nền tảng màu xanh nó đang cho mình xài miễn phí đúng không? Thì đương nhiên là không, trên cuộc đời này không có gì miễn phí rồi. Thì khi mà bắt đầu nó chặn thì nó sẽ thông báo cho mình, nó sẽ mặc định, nó nghĩ là mình sẽ bỏ tiền ra để mình quảng cáo thêm cho nó. Mình khán giả hay đúng rồi đó, ha. Thì đó là lý do mà mình không thể nào sang cái nền tảng nào đó không hoài. Nó ghi dưới YouTube của mình thì mình bắt buộc phải sáng tạo nội dung để kiếm ra được tiền cho YouTube. Đúng rồi. Đúng không? Thì nó có chia hoa hồng cho mình. Dạ đúng rồi. Thì mặc dù anh biết là anh nhận nhiều quá, nhưng mà đương nhiên là cái phần lớn cũng sẽ thuộc về YouTube. Đúng rồi. Đúng rồi. Giống như bên em là bên em làm, bên em hay thường sẽ chạy những cái broadcast, những cái gói dành riêng của YouTube dành riêng cho các brand đó. Thì đương nhiên là rất là nhiều tiền luôn. Thì cái gói đó sẽ được bổ về cho các cái kênh của nhà mình. Kiểu như vậy. Đó. Thì không có nền tảng nào nền tảng free hết á. Nó sẽ cho mình free đoạn đầu, rồi đoạn sau nó sẽ kiểu như nó bóp lại cho mình, nhả tiền của mình ra để cho nó nhả, nó bớt bóp. Kiểu vậy. Cho dụ dỗ thời gian vậy đó. Thật ra nếu như mà anh làm nền tảng thì chắc là anh cũng sẽ vậy mà, đúng không? Đây cả nhà, rất là nhiều thưởng tặng luôn cả nhà. Quá trời trời luôn, được thưởng luôn mọi người. Thưởng luôn nè mọi người. Cái này là shop chống máy cả nhà, chống bể cả nhà chung. Nè, bóp nó nổ bịch bịch đã cả nhà. Khoái đó cô chú anh chị. Đó, thấy chưa? Dạ, cái số tài khoản, số điện thoại là 0903091095. 0903091095, số này là vừa gọi được hotline, cả nhà kết bạn Zalo vô cũng nhắn tin được luôn. Là đây. Đây là nhắn luôn. Thứ nhất là qua hotline là đỡ phải sợ bị sai, bị lừa này cái nọ. Đặt số điện thoại này rồi trong đây luôn. Đọc số tài khoản đi. À, số tài khoản là BIDV Võ Thị Hồng Loan. 88101019 96. 88101019 96. Võ Thị Hồng Loan nha cả nhà. Dạ. Còn shop Bun Bun là 1958 và 569, shop An Bạc. Ngân hàng cái gì? MB Bank đúng không? Dạ đúng rồi. Bỏ thì ông loan luôn. Dạ. Bữa giờ anh có ở bên đó không? Ở bên shop bên kia. Bao nhiêu? Mà dạ. Mới chạy bên đó thiếu hàng á. Dạ. Không có hồi nãy không có cái kìm cắt móng gì nè. Nhưng mà cái đơn đó bên đây lên gọi lên thôi, không mua mà mình cắt. Dạ. Quá trời mỹ phẩm nè cô chú anh chị, ghé ngang ghé shop mua mỹ phẩm được anh Hồng Châu Gió tư vấn nhiệt tình luôn. Nhớ mua đồ da cho anh Hải mừng nữa. Đồ da đây cho. Thôi bây giờ bé Nhi lại tư vấn cho khán giả đi. Bây giờ từng món hàng đi em. Em đi lên cái nè. Đúng rồi. Tư vấn từng món hàng cái nè. Giá cả này cái kìm là giá bao nhiêu? Có khuyến mãi gì không? Kìm cắt móng. Kìm cắt móng á bên em tôi dẫn sơ sơ cho khán giả biết lại đi. Chị Loan thì cũng like rồi. Thì em đang có hai loại là kìm cắt móng. Kìm cắt móng là 110, còn kìm cắt da là 150. Hai cái loại này là inox không gỉ. Mình sử dụng á, mình sử dụng là mình đến mài tới mài lui được. Nó không có bị gãy xét, không cần phải thay kìm thường xuyên. Thì mình mua kìm á là bên em sẽ tặng cho mình là ba cái mặt nạ dưỡng da cắt mặt. Mấy cây được tặng? Mình mua một cây là đã được tặng. À, mua một cây tặng ba cái mặt nạ luôn. Mua một cây là đã được tặng rồi. Ờ, hôm bữa anh nghe chị Loan like là mua hai cây á là mình sẽ được tặng một chai sữa tắm với lại hai cái mặt nạ. Còn mình mua một cây á là mình sẽ tặng ba cái mặt nạ. Wow. Khán giả nghe kỹ nha, cô chú nghe cho anh chị nghe kỹ nha. Tại vì em cũng không có chồng ở đây nên em cũng nghe rồi, cũng dài dài vậy thôi, chị cũng nhiều khi cũng quên. Tất cả sản phẩm bên em á là mình cứ mua một sản phẩm là sẽ được tặng một chai sữa tắm với lại hai cái mặt nạ. Dạ. Bất kỳ sản phẩm nào chỉ một sản phẩm thôi là được tặng rồi. Tất cả các sản phẩm ở đây chỉ có dầu gió là em không có tặng. Dầu gió mình mua cái loại đông trùng hạ thảo là vẫn sẽ được tặng. Chỉ có cái loại dầu nhỏ 55.000 một chai thì chỉ được tặng mặt nạ thôi.
bây giờ em chia sẻ về cái gì ta, cái kem chống nắng này, cách dùng mình làm sao em? Dạ, phải... đúng rồi, để em chỉ kem chống nắng cho khách. Có nhiều tại khán giả, nhiều khách mua về cái sao không biết dùng kem chống nắng luôn bên em á, mà nó không ra cái nút nhỏ này, tháo cái nút nhỏ này ra, đúng rồi, rồi mình nhấn ở trên đầu thì cái chất kem cái này là hàng mới em chưa có thử luôn á. Thôi tạm thời nó là vậy đi. Dạ đúng rồi, mình nhấn ở trên đầu giống như là sữa tắm vậy á, là nó sẽ ra. Với lại là cô chú anh chị á, mà mình mua kem chống nắng bên em á mà mới về á thì cái ống bơm á nó sẽ chưa có kem nên mình sẽ nhấn khoảng nhiều từng lần. Dạ nhiều lần thì kem nó mới ra, nó mới bơm lên được, giống như nó phải có hơi nó lấy cái sản phẩm dạ, ở dưới lên ha. Còn cái hộp ở bên ngoài bên em á sẽ là cái hộp kem như vậy. Ồ. Ở bên trong nó cũng sẽ có cái hộp đẹp quá ha. Đó, rất là đẹp cả nhà nha. Mình làm mình thoa một lượng bao nhiêu là đủ em? Dạ cái này tùy theo da của mình á, ví dụ mà da mình là da khô á thì mình chỉ cần thoa một lớp mỏng là em thấy đủ, còn mà đối với da mà hơi thiên dầu một xíu á thì mình thoa một cái lớp như vậy không. Thì cái kem chống nắng này bên em á nó là thành phần tự nhiên cho nên là với lại là thuộc dạng kem chống nắng vật lý á, mình sẽ kiềm được dầu và không có bị bết tích. Dạ nó cũng sẽ có hơi nâng tông nhẹ cho những chị nào mà mình thích make up thì mình sẽ thay thế được cái lớp lót lớp nền ha. Đúng rồi. Trà tắc hả? À, tôi cũng giả uống trà tắc. Anh Hồng cho gió mời trà tắc. Thua hay bình thường? Ký tắc được rồi. Ký tắc là thiệt không? Em không ngại trả cho anh. Bên trong á thì cái best seller về dòng kem á thì sẽ có kem trị nám nha cô chú anh chị. Mình dùng kem trị nám á thì mình có thể dùng kết hợp kem dưỡng ẩm giúp em. Dạ. Đối với dưỡng ẩm á thì ví dụ mà ở nhà mình đã có sẵn dưỡng ẩm rồi á thì mình có thể dùng kết hợp với kem trị nám cũng được. Còn nếu mà mình chưa có dưỡng ẩm á mình có thể mua kem dưỡng ẩm ở bên em. Thì cái dòng kem dưỡng ẩm này á là nó sẽ cắt nước, nó dưỡng nước cho da của mình để giúp cho da của mình nó căng bóng á, với lại nó mịn hơn, cũng có ngăn ngừa lão hóa luôn. Dạ. Còn cái kem trị nám này á tại vì nó là dòng kem đặc trị cho nên là nó sẽ có hơi thiên khô một xíu. Đối với cô chú anh chị nào mà da của mình là da khô á thì mình sẽ sử dụng phải kết hợp với lại kem dưỡng ẩm thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Hai cái loại này mình dùng kết hợp chung được ha? Dạ đúng rồi, dùng kết hợp á thì thường là bôi mình sẽ trước dùng cái chất lỏng trước là kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm dạ, trước. Đây. Cái chất kem dưỡng ẩm á thì nó hơi lỏng lỏng giống như lotion, nó hơi sọt sọt như vậy. Mình dùng kem dưỡng ẩm trước. Dạ đúng rồi, mình nó pha kem dưỡng ẩm á. Dưỡng tại vì là dưỡng ẩm cắt nước cho nên là mình chỉ cần thoa một ít, thường á là chỉ cần hai chấm tay thôi là thoa đã được cả cái mặt rồi. Sau đó là mình sẽ apply kem trị nám lên thì cái chất kem trị nám này nó sẽ là kem đặc. Wow, nó màu kem kem ha. Dạ đúng rồi, nó hơi ngã vàng một xíu. Cái này thì mình sử dụng vào ban đêm hay ban ngày được không? Cái này á là bên em sẽ dựa theo da của khách hàng để tư vấn. Ví dụ mà cô chú anh chị nào mà mình bị mới bị nám gần đây thôi mà do mình đi nắng á, không phải là do cơ địa hoặc là lâu năm á thì mình chỉ cần dùng ban đêm là được. Còn mà cô chú anh chị nào mà mình bị nám lâu năm hoặc là do mình sinh em bé á, thì là mình sẽ dùng cả ban ngày và ban đêm để cho nó có hiệu quả. Thường á thì bên khách hàng bên em dùng một thủ là đã thấy hiệu quả. Da mà ví dụ như những người mà cơ địa mà da xấu bị cái sắc tố da bị bờ mòi mình dùng được không? Dạ được luôn anh. Cái nám này á là mình dùng được cho nám, cho vết chân chim với lại cả đồi mồi luôn. Dạ tàn nhang nữa nha cô chú anh. Tàn nhang luôn. Tàn nhang. Dạ. Chọn luôn ha. Dạ đúng rồi. Còn nếu như mà cô chú anh chị nào á mà giống như là da mặt mình không phải là thuộc dạng mà nám nặng á, chỉ là hơi xíu tàn nhang thôi, hoặc là mình có bị hâm mụn như em thì mình bị hâm mụn á thì mình có thể dùng qua kem dưỡng trắng. Kem dưỡng trắng. Dạ, tại vì cái dòng kem dưỡng trắng này á là công dụng chủ yếu của nó là dưỡng trắng da, làm đều màu da của mình, như là em mà có hâm mụn nè hoặc là cô chú anh chị nào mà bị thâm nám lâu năm á, mình đã trị nám rồi mà vẫn còn vết thâm á, mình có thể dùng cái dòng kem dưỡng trắng này. Dạ. Cho anh hỏi xíu được anh, tại vì cái này là nữ thì hay dùng mỹ phẩm, những cái nam có dùng được không? Dạ, có được những sản phẩm luôn. Đại nam dùng được không? Dạ được luôn, tại vì những cái sản phẩm này á, nó là thành phần tự nhiên là chủ yếu cho nên là dùng cho được cả trên nam và nữ. Nhưng mà có thêm một cái á, là nam mình đó thì chắc là mình phải dùng cả ban ngày và ban đêm, tại vì thường cơ địa da mặt của nam á nó dạ đúng rồi, không phải nó dài nhưng mà nam thì thường em thấy là sẽ thiên dầu nhiều hơn cho nên là da dầu thì rất là khó chăm, cho nên mình có thể sử dụng cả ban ngày và ban đêm. Là các bạn nam nào mà muốn làm đẹp thì cũng có thể sử dụng được nha mấy anh ha, chứ không riêng gì nữ nha, nam mình cũng có nhu cầu làm đẹp.
đây cũng có nhiều hàng nam giới của em. Từ lúc giờ khi mà sản phẩm của mình khi mà về mình bán thì có khách hàng nào mà quay trở lại nói về cái khi sử dụng nó có bị kích ứng gì không? Kích ứng thì khách bên em chưa có. Chưa có ha. Nhưng mà quay lại khen thì có. À, vậy là tại vì nó xuất xứ tự nhiên nên cái tác dụng phụ hầu như là không có ha. Đặc biệt là cái kem dưỡng trắng da này thì khách bên em rất là chuộng. Có rất là nhiều khách đã từng mua cái sản phẩm mà bao bì cũ, bây giờ mua bao bì mới khách vẫn ok. Còn cái bắn, còn cái chai mà nhuộm tóc không ta? Dạ đúng rồi. Cái đó sử dụng cái này sao? Là dầu gội phủ bàn. Nhưng mà nó cũng giống như là, nó gần giống như là thuốc nhuộm. Nhưng mà nó sẽ không thay thế được thuốc nhuộm. Tại vì cái này chủ yếu là cô chú anh chị nào mà mình bị bạc chân tóc. Như là chân tóc thì mình sẽ sử dụng cái này. Cái này là mình sẽ, nói chung là da đầu của mình không cần phải sạch 100%. Một ngày mình chưa gội đầu mình vẫn sử dụng được. Mình có thể đầu vô quá là được. Cái này mình sẽ ủ từ, theo em tốt nhất là ủ từ 10 đến 15, sau đó mình sẽ đi gọi đầu sạch. Còn đối với cô chú anh chị nào mà tóc của mình nó hơi khô một xíu á thì mình sẽ xả lại bằng dầu xả. Cái này là nó màu đen hả? Dạ em có hai màu, là màu đen với lại màu nâu hạt dẻ. Có nghĩa là mình bôi cái đó lên là tóc mình nó nâu hả? Tóc đen chuyển thành tóc nâu luôn hả? Dạ đúng rồi. Đối với cô chú anh chị nào mà chị như là đã có nhuộm tóc, cái nền tóc của họ đã có màu rồi thì mình nên dùng cái màu nâu hạt dẻ này. Nó sẽ đúng rồi, dạ đúng rồi, nó sẽ trùng với cái màu tóc mình, nó sẽ đẹp hơn. Còn cái này là tóc nào này, khách nào mà tóc tự nhiên cũng giờ không có nhuộm mất, dạ thì mình dùng cái màu đen này. Có nghĩa là tóc bạc là vẫn dùng được. Dạ, cái này chủ yếu là sẽ dùng cho khách nào bị bạc. Bị bạc. Dạ đúng rồi, bị bạc chân tóc hoặc là nói chung là tóc bạc. Cái này sử dụng sao anh thấy nó có cái cây lược nè. Dạ, cái này là mình sẽ chải lên tóc. Ở đây mình sẽ có nút nhấn. Mình nhấn cái nút này xong mình chải lên tóc. Mình nhấn liên tục rồi nó chải ra tóc nha. Dạ đúng rồi, nó sẽ chải ra. Nó chải lên cây lược đó. Dạ. Cái mình chải là mình nó ra hai nha. Mình chải đều lên tóc rồi mình ủ cái tầm khoảng cũng nhanh lắm, tầm khoảng 10 phút là mình đi gọi đầu được rồi. Nhưng mà gọi đầu á là mình chỉ gọi với nước sạch thôi, mình không có cần phải gọi lại bằng dầu gội. Dạ, còn đối với khách hàng nào mà nền tóc hơi khô quá thì mình xả với dầu xả, không cần phải gọi lại, tại vì mình gọi thì nó sẽ bay mất cái dưỡng chất vô trong. Rất là hay ha, mình vừa xịt ra là nó chảy theo cái lượng ha. Bạn rất là nhiệt tình và cặn kẽ, cô chú anh chị mình chú ý nha, lắng nghe nha. Rồi bây giờ hỏi tiếp nữa nè, cái dung dịch vệ sinh phụ nữ mà chiết xuất từ trà xanh và cái lá chầu 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 á, thì nó hai cái đó nó khác nhau về cái gì và giá tiền nó như thế nào? Sẵn cho khán giả hiểu luôn đi. Nó hai loại, cái đó tất cả đều là dung dịch phụ nữ đúng không? Đây là đều là dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đúng rồi. Cái dạng này á thì nó sẽ cao cấp hơn là nó có cái lá chầu ở bên trong. Lá chầu. Dạ, cái này á là mình sẽ dùng cho lá trà. Dạ lá trà. Thì cái này á là cô chú anh chị nào á mà mình bình thường mình không có vấn đề phụ khoa thì mình sẽ sử dụng cái loại này. Đúng rồi. Dạ, còn đối với cái loại này á thì nó sẽ có ngăn ngừa cho mình là nắm tới những người phụ nữ mà bị phụ khoa thì mình sẽ nên dùng cái nano bạc này. Dạ đúng rồi. Dung dịch vệ sinh phụ nữ á, thì nếu như mà mình bình thường á, thì tốt nhất là một ngày mình chỉ nên sử dụng một lần trong khi tắm hoặc là sáng sớm là được. Có hai cái này thì giá sao em? Cái này á nó giá của nó sẽ cao hơn một xíu là 200.000, còn cái này á là bên em đang bán là 140. Dạ đúng rồi. Có được khuyến mãi không? Cô chú anh chị nào mà mình mua combo kem nám á, là bên con sẽ có tặng cho mình một chai nano bạc này. À, kem nám thì tặng cho một chai lá chầu. Còn cái này có được tặng không? Dạ, cái này là sản phẩm bên em bán chưa có tặng. Chưa tặng ha. Dạ, tại vì cái giá thành nó cũng hơi cao. Cái chai này nó rất là đẹp cô chú anh chị. Bên trong có một cái lá trà bên trong đó nè. Và cái dạng nó là dạng giống như dạng lỏng, cái chất lỏng á. Nó sạch, nó không có phải hao. Ấy như mật ong á. À. Giống như mặt ong đó. À, cho anh hỏi cái nha. Cái này là dung dịch nữ xài, nam xài được. Nam thì mình nên xài cái này. Xài lá trà đúng không? Dạ đúng rồi, nam thì mình sẽ xài lá trà. Tại vì nhu cầu mà nam xài được thì nữ phải xài được chứ. Nam nữ làm đẹp thì nam phải làm đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, tại vì chia sẻ rất là nhiệt tình cả nhà. Còn sản phẩm nào nữa không ta để mình hỏi cho khán giả. Em có cái sản phẩm này cũng là về phụ khoa. Và cái này là mình sẽ dùng được cho những em bé mà nhỏ cỡ 12 tuổi trở lên. Tuổi tiêm ha. Dạ đúng rồi. Thì ha. Cái này sẽ phù hợp cho. Cái này thật ra là cũng dùng được cho bé
cái bé nhỏ nhưng mà cỡ 16 tuổi thì mình hãy nên dùng cái này, cái này mình không nên dùng sớm quá, tại vì cũng tùy theo cơ địa bé, có thể là có trước hoặc là sau quá, thì cái này mình phù hợp với những bé từ 2 tuổi. Cái này vì sao? Cái này nó là dạng xịt của khoa, nó không có rửa giống như cái kia mà nó xịt ha. Dạ đúng rồi, cái này là thì cái này nó sẽ an toàn hơn cho bé đúng không? Dạ nhạy cảm hơn. Đó, hay. Nhiên chai. Dạ, cái này thì giá là 200. 200 dành cho tuổi teen. Dạ, à, bé từ 12 tuổi trở lên và người lớn có thể xịt được nha. Dạ, người lớn cũng sẽ dùng. Dạ, 12 tuổi trở lên. Thế là những mẹ nào mà cần mua cho em bé rồi đó thì mình có thể mua cái dòng sản phẩm này. Còn một chai chai dầu thì nói là chai lăn thì sao em? Cái này là dạng lăn khử mùi. Thì cái lăn này á là nó vừa khử mùi nhưng mà nó vẫn sẽ hỗ trợ cho mình là những khách hàng nào mà da hơi sần á với lại là có thâm thì mình sẽ có điều trị làm sáng da với lại giảm sần cho da. Khử mùi luôn ha. Dạ đúng rồi, khử mùi. Giá nó bao nhiêu em? Cái chai này bên em nhỏ xinh xinh giá có 140. 140 thôi, xài lâu không? Này nếu mà tính là xài tầm khoảng 1-2 tháng không? Cái này là dạng lăn á, thì ở bên trong nó là cái dạng chất lỏng cho nên là mình sử dụng là chắc tầm khoảng 2 tháng. 2 tháng. 140 mình xài 2 tháng. Cái này mà mình chỉ cần tắm sạch sẽ xong mình thoa là ví dụ mà mình tắm buổi sáng á là mình sẽ dùng được cả một ngày luôn á. Năm nữ xài được hết á. Sao vào là có người yêu liền á. À, tuyệt vời cái này. Đó, hỏi cho hết luôn, hỏi cho tới luôn. Còn một sản phẩm, hai sản phẩm nữa nè. Là cái serum rồi đúng không? Dạ, đúng serum. Rồi, serum đó là nó đây điều trị cái gì em? Nó hỗ trợ điều trị gì? Cái serum này á là bên em á là có ngăn ngừa lão hóa với lại là cấp ẩm cho da. Dạ. Ngoài da của mình đó mà có vấn đề giống như là nó hơi khô này hoặc là trong quá trình điều trị mụn á, tức là khách hàng nào mà trong quá trình điều trị mụn thì thường da nó sẽ khô, mình dùng cái này để mình cấp ẩm, mình giữ nước cho da, tại vì da mặt của mình đó mà không có đủ độ ẩm nó rất là dễ lên mụn hỏng, thì mình có thể dùng cái này. Với lại là khách hàng, cái này nó cũng sẽ phù hợp cho những khách hàng nào mà trung niên trở lên nữa, tại vì nó ngăn ngừa nếp nhăn á. Khi mà da của mình nó có một cái độ ẩm nhất định đó, thì collagen, tại vì trong cơ thể mình lúc nào cũng sẽ có collagen, tùy theo khách hàng là cái collagen đó nó phát triển tốt hay là nó phát triển chậm thôi, thì cái này nó sẽ tăng cái collagen tự thân của mình rất là nhanh, cho nên là nó sẽ ngăn ngừa lão hóa. Dạ. À, bây giờ anh hỏi giá của chai này á là 350, nhưng mà đang bên em đang có giá ưu đãi là 320 cho khách tặng một sữa tắm hai cái mặt nạ. Có thưởng rồi, 320 tặng chai sữa tắm hai ba cái mặt nạ. Còn cái đó là gì em? Đây là gel tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết. Dạ, cái gel này á là mình sẽ dùng được cho cả da mặt và tay chân, da cơ thể luôn, da body. Dạ. Nhưng mà tẩy tế bào chết á thì mọi người cũng biết là sẽ không có dùng thường xuyên, mà mình sẽ sử dụng nó cách tầm cỡ 3-4 ngày hoặc là một tuần là 2 ngày là hợp lý nhất. Tại vì mình tẩy thường xuyên á thì da của mình nó sẽ hơi khô, nhưng mà nếu như mà mình không tẩy á thì mình xài mỹ phẩm nó sẽ không có hiệu quả cao. Nó để lại lớp sừng. Dạ đúng rồi. Trường hợp mà ví dụ như tụi anh mà đi quay ngoài đường thì anh dùng nó để kỳ đắt thì là rất nên dùng luôn á anh, rất là nên dùng luôn á. Mình dùng cái từ tiếng tẩy tế bào chết hết, cảm giác nó là kỳ đắt đó nè. Đúng rồi, nó tẩy cái lớp da dương da thừa ở trên cơ thể của mình á. Bây giờ anh hỏi với một em câu, ví dụ như là trường hợp mà da bình thường ha, không có bị cái gì cả, người ta muốn làm đẹp thì em sẽ tư vấn có một cái bộ combo sản phẩm nào mà hợp lý dành cho ví dụ da bình thường thôi, không có bị rời mồi, không có bị nám, không có gì cả, giống như để muốn làm đẹp thôi, thì combo của nó ví dụ như serum làm trắng hay là cái gì thì nếu như mà khách hàng mà da đã đẹp, đã ổn sẵn rồi á, mà muốn đẹp hơn á thì đẹp hơn thì em sẽ tư vấn cho khách là combo dưỡng trắng này, serum rửa mặt với lại tẩy tế bào chết, bốn loại ha. Dạ. Bình thường nếu mà mình không có thói quen sử dụng mỹ phẩm á thì mình có thể dùng serum sửa rửa mặt với lại tẩy tế bào chết. Dạ. Sửa rửa mặt là phải dùng thường xuyên rồi đó. Còn cái serum này á thì chủ yếu là nó sẽ tăng sinh collagen tự thân cho mình á, thì da của mình đã ổn thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ căng mọng mịn màng hơn. Dạ. Còn mà khách hàng mà có nhu cầu giống như da mình đã ổn rồi, đã đẹp rồi, nhưng mà mình muốn dưỡng trắng, mình có thể dùng thêm cái dòng này để da của mình nó nâng tông với lại nó mịn màng hơn. Dạ đúng rồi. Còn tẩy tế bào chết đó là mình phải có trong cái chu trình skin care của mình, tại vì mình xài bất kỳ mỹ phẩm nào mình cũng phải tẩy da chết.
da đã tốt rồi thì một tuần mình tẩy một lần cũng được. Dạ. Anh nghĩ trong cái bộ sản phẩm 4 loại đó thì nên khuyên dùng một cái loại đó là kem chống nắng. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ em quên kem chống nắng. Kem chống nắng cho nó hỗ trợ để bảo vệ da. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh chị ha. Bé Nhi tư vấn rất là nhiệt tình cũng như là kỹ. Kem chống nắng bên con giá thành rất là ok luôn. Chỉ có 230 một tuyết thôi, nhưng mà cái tuyết này mình xài rất là lâu nha, mình xài được gần hơn 2 tháng luôn á. Tại vì cái kem chống nắng này nó là thuộc dạng vật lý kiềm dầu á, cho nên mình chỉ cần bung một ít nhẹ thôi. Và mới thì cần phải lấy hơi. Dạ đúng rồi. Nó ra. Đây. Nó kem nó sẽ như vậy. Đây, mình chỉ cần hai chấm như vậy trên má thôi là nó đã đẹp rồi. Ban đầu cô chú anh chị xuất á, ban đầu cô chú anh chị xuất á thì nó sẽ hơi trắng bệch như vậy đó. Sau đó mình vỗ nhẹ lên da tầm khoảng 1-2 phút á là cái chất kem này nó sẽ thấm đều trên da, nó sẽ không còn trắng quá, rất là thơm. Dạ đúng rồi, thấy trắng khác liền không? Cái sản phẩm kem chống nắng này á, một phân như vậy là mình đã có thể sử dụng hết cho một khuôn mặt rồi đó. Cho nên cái kem chống nắng này sử dụng rất là lâu. Khá là hay nha cả nhà, khá là đẹp. Khi mà cái gì thò lên thấy là nó trắng liền, nặng trắng mà đẹp, nặng tông tại chỗ đó luôn ha. Một bên trắng mình đen rõ ràng. Cái chất kem này nó cũng dễ tan á, nó cũng không có bị quá khô, nó không có để lại vết rứt trên da mặt của mình. Thì bên mình nó có số điện thoại để mà cô chú anh chị mình liên hệ gặp bé Nhi không? Dạ có. Rồi em đọc số điện thoại đi. Số điện thoại của bên con là 0938 091095. Là khi đó khi gọi vào là sẽ gặp bé Nhi đúng dạ, không? Đúng bé rồi, Nhi sẽ tư vấn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, hoặc là mình kết bạn Zalo là sẽ gặp con. À kết bạn Zalo số đó luôn. Dạ đúng rồi, kết bạn Zalo số đó. Sẽ gặp Nhi. À, Nhi sẽ tư vấn và cũng như là lên đơn luôn hả? Dạ em tư vấn lên đơn. Lên đơn tư vấn lên đơn luôn hai cả nhà ha. Nãy giờ mấy là nhà cũng rất là lâu rồi, đang bán cả nguyên cả tủ luôn cả nhà. Thì tiêu miền cũng đứng đây để cập nhật cho bà con chú biết cái thông tin. Cả nhà mình mua hàng thì đến đó để số điện thoại, các bạn Zalo và chất lượng của hàng cả nhà để cập nhật, chia sẻ và con chú review toàn cảnh tại shop Bun Bun cho cả nhà mình xem. Thì hiện tại bây giờ video cũng khá dài rồi, tiêu miền xin kết thúc tại đây. Mong cô chú anh chị yêu mến tiêu miền ủng hộ đăng ký kênh, like và share cho tiêu miền nghe. Bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị video tiếp theo.